Bình, kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin trân trọng kính chào quý ân nhân, bà con xa gần, quý vị và các bạn. Tính đến thời điểm Bình quay cái clip này thì bão Noru qua như vậy là gần 1,5 ngày rồi. Trong suốt thời gian 6 tiếng đồng hồ, bão nó càn quét qua các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Phải nói cái hậu quả của bão Noru số 4 cũng để lại nhiều cái thiệt hại nghiêm trọng đáng kể, đặc biệt là cái vùng từ Hội An, Đà Nẵng, Tam Kỳ và ngay cả ở Huế của chúng ta. Cái con số thiệt hại như thế nào, mình đã tham khảo tổng hợp đến thời điểm này xin được thông báo đến quý bà con xa gần, quý vị và các bạn chúng ta thông tin. Lời đầu tiên thì mình xin thành thật chia buồn đối với các gia đình bị thiệt hại trong cái cơn bão số 4 Noru này, đặc biệt là đối với các vùng như là Hội An, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Cửa Việt và một số nơi ở tại Thừa Thiên Huế của chúng ta. Ngoài các vùng ảnh hưởng nặng như Bình nói trên thì trong đó cũng có như Đạo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, rồi Cửa Việt. Và đối với Huế thì cái vùng nặng nhất thuộc Phú Vang, Vinh Thanh, Vinh Xuân, Phú Thanh. Tổng thiệt hại cập nhật cho đến thời điểm này thì bão Noru đã làm cho 190 ngôi nhà tại Thừa Thiên Huế bị tốc mái và hơn 500 cây bị gãy đổ. Riêng về thiệt hại về tính mạng thì mình chưa thấy thống kê, nhưng con số cho thấy ở Phú Vang đã có 53 nhà tốc mái hoàn toàn, trong đó một ngôi nhà bị sập. Và ở xã Vinh Xuân cũng có đến 20 ngôi nhà bị tốc mái, 5 người bị thương. Và một số vùng khác ở tại thành phố Huế cũng bị ảnh hưởng bởi cái cơn bão Noru số 4, như tại phường Hương Sơ, An Hoa có đến 40 ngôi nhà bị tốc mái, phường Hương An khoảng 10 ngôi nhà. Và cũng gây lũ lụt ở một số chỗ như là ở Tân Lập, Phú Vang do nước biển dâng cao, làm cho bà con nhiều nơi cũng lâm cái cảnh túng thiếu. Như hôm mình livestream thì cũng có ngôi nhà bị bay tôn, rơi vào cái hoàn cảnh gia đình nghèo. Bây giờ sau bão Noru cũng khó để xoáy sở lợp lại mái tôn của ngôi nhà những cái hoàn cảnh như vậy. Con số thiệt hại ước tính bằng tiền thì đến nay mình chưa thấy các cơ quan chức năng người ta thống kê. Mình sẽ cập nhật ở các cái video sau gửi đến thông tin đến quý vị và các bạn. Nói chung đây là cái con số thống kê ngang thời điểm hiện nay. Chúng ta hy vọng không còn nữa. Một lần nữa bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay xin chân thành chia buồn cùng bà con, chia sẻ cả cái khó khăn, mong bà con cùng sớm khắc phục, nhanh vượt qua để bình yên trở lại cuộc sống. Và cầu chúc cho cuộc sống được bình yên, không bị bão tố ảnh hưởng bởi các cái địch hòa, chiến tranh, dịch bệnh vân vân. Kính chúc quý ân nhân, bà con xa gần quý vị và các bạn luôn mọi sự bình yên, tốt lành, an vui. Và hy vọng quý vị và các bạn không quên giúp cho Bình các ý kiến bình luận trên kênh YouTube Huế Việt Nam hôm nay, cũng như bấm subscribe, đăng ký ở cái nút màu đỏ ở bên dưới video và rung chuông để cập nhật video mới nhất trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin hẹn gặp lại quý nhà hảo tâm, quý ân nhân, quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng.